Đây này, các bạn này, đây là một giỏ hoàng nhạn tháng 10. Đấy, bông nó đây nhá, các bác nhá. Này, đỏ au luôn. Nét căng. Đấy. Hai bông, còn cái này là ba bông. Bác nào ưng thì báo em nhé. Một giò nhạn tháng 10. Cái cây bên kia thì chưa có bông đâu nhé. Đấy, các bác ngắm này. Đấy, nhìn xưa. Chậu 40 đấy, mà cao cũng 40. Chậu dớn này thì nuôi đến lúc chết thì thôi, không bao giờ hỏng được giá thể luôn. Đấy. Không bao giờ hỏng được giá thể nha các bác nhá. Em mời các bác ngắm những cái tác phẩm. Tác phẩm gỗ nghiến đi các bác ạ. Mai em sẽ dựng cái cây này nó đứng lên. Cho một cái thanh nhôm vào. Dựng. Đẳng cấp đây các bác ạ. Lá trên 5 sen. Trên 5 sen nha các bác nhé. Hai cây. Tức là tính từ 5 sen trở lên như em vẫn chưa đo đâu. Đấy. Bác nào thích cái giò tác phẩm này, cái giò này là giò đĩa nhá. Giò đĩa đấy. Nhìn đẳng cấp luôn. Hai cây đều có con hết rồi nhá. Cây ngoài có hai con, cây trong có một con. Còn cây này lá cũng từ 5 sen trở lên. Có 7 con nha các bác nhá, 7 con nha. Bác nào ưng cái giò này thì em để cho các bác với giá là 2 triệu 2. 2 triệu 2 thôi. Còn cái giò này lá là hai cây đều trên 5 sen rưỡi nhá. Trên 5 sen rưỡi. Các bác này, lá siêu to luôn. Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2 triệu 8 nhé. Đây, giò này là 5 sen 7, cây này thì 5 sen 7, còn cây bên này thì chưa được 5 sen nhé. Nói thế cơ. Hai cây. Bác nào lấy cái giò này em cũng lấy 2 triệu 8. Nhìn đẳng cấp luôn. Quan trọng là nó đẹp các bác ạ. Đây, còn bác nào có nhiều tiền. Các bác có nhiều tiền thì các bác lấy cái giò này này. Lá có 6 sen rưỡi thôi, một mẹ hai đằng con. Một mẹ hai đằng con nhé. Lá được có 6 sen rưỡi đâu. Còn bác nào ưng giò nào thì cứ ới em nhé. Đây. Em có hai giò chồn đẹp. Trồng chậu nhé. Bác nào thích hai giò chồn này thì khoảng hơn triệu giò rồi. Như nếu mà mùa hoa thì em sẽ không chắc chắn cho các bác được đâu ạ. Không phải là giá đấy luôn. Đấy. Đây em có một cái giò này. 6 sen, lá khá là đều nhau. Một mẹ hai thằng con nha các bác nhá, một mẹ hai thằng con. Còn lá, còn cây ở đằng sau nữa. Đấy. Có một cây ở đằng sau này nữa. Đấy. Nhìn đỉnh cao luôn. Lá ngọn nhăn này nha. Lá nó ngọn nhăn nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3 triệu 500 nha. Đấy. Còn có những giò thì nó khá là đẹp. Tí nữa em mới quánh số nhá. Cáo hàng dè thì em ở trong này. Quá nhiều luôn. Quan trọng là các bác thích cái loại tầm bao nhiêu tiền ấy. Đấy, cây này giò này 800 nghìn này. 800 nghìn. 3 cây. Đây quế trắng tháng 8 này. Đấy, quế trắng tháng 8 nha, 800 nha. Có một mẹ một con thôi, quế trắng tháng 8 Hòa Bình nha. Còn gà, gà thì nhà em thì
nó thân nó toàn 1 mét, trên 1 mét cũng có, 80 phân, 70 phân có hết nhá các bác nhá. Giò to, giò nhỏ em đều có. Đây giò này này, 300 nghìn là bao ship này. Toàn thân hoa đây các bác ạ. 300 nghìn thì bao ship nhá. Các bác muốn lấy cái giò 150 thân em cũng có nhá, 150 thân em cũng có nhá. Đấy. Giò này và giò trong này khá là ok, quan trọng là các bác thích kiểu gì thôi. Đây này, như cái cây trồn này cũng đẹp, em chăm lên đến sang năm thì nó ra hoa nó mới là đỉnh cao. Đây nha các bác nha. Đấy, giò trồn khá là đẹp, mới trồng nó như này các bác này, nhìn dễ. Đấy, nó đã nuôi được thân rồi nhá, đã nuôi được rồi. Đấy, quý nhân em cũng có này. Đấy, bác nào ưng thì báo em, một giò là 2 triệu nhá, một giò là 2 triệu. Còn cáo thì nhà em cũng khá là nhiều, giò này là giò tác phẩm ấy. Em chắc cái cây này em phải cắt nó đi thôi, nhổ bỏ ra, em sẽ trồng vào một cái chậu khác chứ cho để vào đây không đẹp. Đây hoàng thảo nghệ tâm đây này, bác nào lấy giò này được này. Đẹp phết, 800 nghìn, cao được 60 cm nhé, rộng 40, gần 40. Đây giò cáo này, lá này 6 cm, lá 6 cm. Khá là đẹp, hai cây nhá. Hai cây nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 3 triệu. 3 triệu thôi, còn mùa hoa thì không phải là giá đấy. Đây, em có một cái trụ sơn thủy tiên họng đen nha các bác nhá. Giá thể thì không bao giờ hỏng, riêng cái cục gỗ này không bao giờ hỏng luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp. Này, thân nó bây giờ chỉ nếu mà bác nào về các bác dúi cho tí duy đỏ ở đây là nó mọc hết hoa luôn. Ra hết hoa luôn. Này. Đẹp chưa? Riêng giò này hai rè quá đẹp luôn. Dáng thế thì nó dáng ngồi, dáng trực nhá các bác nhá. Nhìn đỉnh cao. Thuần thì các bác không phải nghĩ. Đấy. 3 triệu rưỡi nhá. Đây là cây quế. À đây là cây chồn nhá các bác nhá. Dáng hương đuôi chồn nhá. Đấy. Lá xoáy nhá, ba ngọn luôn. Hoa nó sẽ chạy vùng quanh luôn nhá các bác nhá. Hoa nó sẽ chạy vùng quanh luôn. Đấy. Bác nào lấy cái giò này 3 triệu nhá. Giò cáo này thì các bác biết hoa của nó rồi. Nếu mà bác nào theo dõi em lâu rồi ấy thì các bác biết là cây này hoa nó tím là rất là nhiều cây. Nó phải tầm chục cây hoa tím nhá. Tầm chục cây hoa tím luôn. Năm nay thì nó không bị xuống lá nhiều như năm ngoái. Năm ngoái thì em không chăm mấy mà năm nay nó không rụng lá cả. Cả giò này năm nay chắc rụng được tầm 3 4 lá thôi, không rụng mấy các bác ạ. Còn chồn này. Những cái bụi chồn nhà em thì khá là to. Đó. Quan trọng là các bác thích nó kiểu gì thôi. Đấy, hai giả à, hai hai giò còn hai em còn đúng 2 giò to này nữa thôi. Không còn nhiều nhá các bác nhé. Đây này các bạn này, đấy, đảm bảo sắc trắng của em chỉ còn đúng một cây duy nhất được cũng 1 2
5 cặp lá nhá, 5 cặp lá. Đây này, nhiều bác này mua cáo nhăn này này các bác này. Nhiều bác mua cáo nhăn là lên lá là nó sẽ không nhăn nữa, như nhà em đây. Lá nào cũng nhăn 100% luôn. Đấy các bác nhá. Là nhăn 100% mà là lá xoáy nữa. Quá đẹp. Đấy, bác nào ưng thì alo em nhé. Giò quế to em trồng nhà em 3 năm mà. Như nhìn to luôn. Cái này á, cái này nhà nào phải gian phải thật là chắc chắn thì mới treo được. Chứ còn dàn mà không chắc chắn thì các bác đừng có mua về nhá, không có để chỗ để đâu ấy. Đây em còn một cái kỳ kèn, kèn này là kèn hồng nhé các bác nhé, kèn hồng nhé, một kỳ thôi. Đấy. Dài được tầm 25-30 cm đấy. Đấy các bác nhé, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 900.000 nha, 900.000 nha. Đấy, giò dáng hương tâm màu sắc này đẹp này. Bác nào lấy này, em trồng chậu đẹp này nha. Bác nào lấy vị chỉ về sẵn chăm nó như này, một mẹ à, hai mẹ hai con. Đấy, bác nào lấy thì em lấy 450.000, 450.000 nha. Đây này, em lên số cho các bác để cho các bác sưu tầm cho nó. Đấy, vì là ở trên này các bác này, một cái giò này dê lúc đầu là nó ăn hết thân lá luôn, nó về nhà em nó mới mọc được ngọn mới nhá, ngọn mới nhá các bác nhá. Nó lên cho 13 ngọn luôn, 12 13 ngọn có lá. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Thuần thì quá lâu rồi nhá các bác nhá. Cho hình số 1. Số 2 này, ba cây cáo như thế này. Ba cây cáo này nha. Cái cây cáo này thì em bán vía thôi nhá. Bán 300.000 nha. Bán 300.000 ba cây như này. Hoa năm vừa rồi khá là đẹp nhé các bác nhé, khá là đẹp. Ba cây cáo này bác nào lấy em lấy 300.000. Cho hình số 2 nhá. Số 3 này các bác này. Đây, lá thì lá gân nha các bác nha. Lá gân nha, cáo Lai Châu nó thế các bác ạ. Cái cây này là em tách riêng ở một ấy. Còn cái cây này các bác ạ, em chưa biết mặt hoa như lá này, bé này. Em rất là em chỉ sợ nó ra hoa trắng này. Cái cây này em chỉ sợ ra hoa trắng này. Nếu mà một cây hoa trắng này như này phải ba củ khoai, bốn củ khoai. Đấy. Như bác nào lấy cái giò này. Cái cây giữa này là nguyên bản nha các bác nhá. Cây này cũng là nguyên bản, cây này cũng là nguyên bản này. Bác nào lấy cái giò này. Em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Ba cây nha, 300.000 nha. Nếu mà được hoa trắng thì cho em xem mặt hoa với nhá. Cho hình số 3 nhá. Số 4 này các bác này. Đấy. Cái cây này thì chết ngọn mẹ nó ra được hai con.
hai con và một cây này nữa, tổng là hai cây nha, ba ngọn nha, thuần rồi nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000, 250.000 nha. Dáng hương đuôi cáo của Lai Châu nha các bác nhá, em lấy vừa rồi em lấy được cái lô em trồng khá là đẹp. Cho hình số 4 nha, số 5 này các bác này. Đấy, một cây cáo một cây chồn này, hai cây à, 3 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. 8 cây một giò như thế này. Khá là đẹp nha. Trồng 8 cây như thế này, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha, ghép dớn nha. Cho hình số 5. Số 6 này. Một giò chồn như thế này. Cao được 60 cm nhá. Cao được 60 cm nhá. Như thế này nha. Đấy. Bác nào lấy cái giò chồn như thế này, em để cho các bác với giá là 400.000 nha, 400.000 nha. Cao được 60 cm nha. Cho giò số 6 nha. Số 7 này. Một giò chồn khá là to, nó mất một cái lá như thế này. Các bác nhá. Đấy. Một mẹ hai đằng con nha các bác nhá, một mẹ hai đằng con dễ thì nó thì đây nhá. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em gả cho các bác với giá là 800.000 nha. Này. Nó to như thế này mà. 800.000 nó quá xứng đáng luôn. Cho giò số 7. Số 8 này. Một giò long tu đá xìn hồ nha các bác nhá. Long tu đá xìn hồ nha. Thân này là dài được 45 cm nha. Bác nào lấy cái giò này. Có nhá. Lấy được giò này. Em gả cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho hình số 8. Số 9 này. Quế trắng tháng 8 này. Một giò như thế này. Đấy, khá là đẹp nha. Gỗ này không bao giờ hỏng được đâu nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha. Bác nào lấy hàng cứ từ 500.000 trở lên là em bao ship nha các bác nha. Cho giò số 9 nha. Đây, số 10 nha các bác này. Một giò sơn thủy tiên họng đen như thế này. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em lấy cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. 400.000 cho giò sơn thủy tiên họng đen nha. Em bảo hành cho các bác nha. Cho giò số 11. Số 12. Cẩm báo nha các bác nha. Cẩm báo nha. Một giò như thế này. Em lấy cho các bác với giá là 250.000. 250.000 nha, một giò cẩm báo như thế này nha. Cho hình số 12. Số 13 này. Cái cây cáo này là cây cáo phân nhánh nha các bác nha, phân nhánh nha. Đây nha, cẫng hoa của nó đây nha. Em bảo hành cho các bác nha. Đấy, cáo Lai Châu đấy ạ. Một mẹ hai con này.
Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 800.000 nha. Lá này chưa được 5 sen này. Chưa được 5 sen đâu. 800.000. Cho hình số. Số 14 này các bác này. Đấy. Một giò sơn thủy tiên họng đen như thế này. Bác nào lấy thì em lấy cho các bác với giá là 600.000 nha, 600.000 nha. Đấy, sơn thủy tiên họng đen nha. Cho giò số 14. Số 15 này các bác này. Một giò sơn thủy tiên họng đen tiếp này, như thế này. Bác nào lấy thì em lấy cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha các bác nha. Cho hình số 16. Đây số 17 đây các bác này. Một giò trầm nhé các bác nhá. Đấy, trầm nhé. Thân dài nhất của em là đây, em đo từ gốc cho đến ngọn được gần 60 cm. Thân này thì được gần 60 cm nhá. Khá là to, dài, đẹp. Mà khá là nhiều thân dài nha, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7 này. Đấy, còn một thân ngắn này, hai thân ngắn này. 3 thân ngắn, 4 thân ngắn, 5 thân ngắn. 5 thân ngắn nhá, các bác nhá, như thế này. Nhiều thân. Bác nào lấy cái giò này nhá. Sang năm nó mới là đẹp. Các bác về các bác cứ cho phân dê vào đây cho em là ok. Như các bác phải cho treo khô thoáng vào cho em nhá. Trầm thì nó không ưa ẩm đâu nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1 triệu nhá, 1 triệu nhá. Đấy, 1 triệu. Cho giò số 17. Số 18 này. Em đo cái thân dài nhất ở đây cho các bác xem nha. 1 này. 2 này. Tầm 65 cm, 60 đến 65 cm vì là em không có thước. Một thân dài, hai thân dài, ba thân dài, bốn thân dài. Một thân ngắn, hai thân ngắn, ba thân ngắn. Tổng là 7 thân nha các bác nha. 7 thân nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 750.000 nha. 750.000 nha. Nó dài nha. Nên là giá nó sẽ chát hơn nha. Cho giò số 18. Số 19 này, một thân dài này, 2 3 4 5 6. 6 thân dài, thân này cũng khá là dài nhá. 7 8 9 10 thân. 10 thân nha. 10 thân nha các bác nha. Một giò như thế này mà được đôi 4 6 thân dài. 6 thân dài nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 900.000 nha, 900.000 nha. Đây nha. Khá là đẹp nha. Cho hình số 19. Số 20 này các bác này. Một giò hạc vĩ khá là to đẹp như thế này. Đấy, đây nha. Các bác nha. Đấy. Em phải xoay ngang như thế này các bác, để đứng xa như thế này các bác mới nhìn rõ được. Đấy nha. Mặt trước, mặt sau, mặt ngang nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600.000 nha.
600 nghìn nha. Như thế này nha. Hoa thì các bác ngắm thì mệt nghỉ nha. Cho giò số 20. Đấy, số 21 này các bác này. Hoàng thảo Henley nha, Henley nha. Nguyên bản từ rừng nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 200 nghìn nha. Hoàng thảo Henley nha. Cho giò số 21. Số 22 này có 3 thân u lồi thôi, nhưng nó dài đều tăm tắp như nhau luôn nha các bác nha. 5 mầm gốc nha các bác nha, 5 mầm gốc nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400 nghìn nha, 400 nghìn nha. Cho hình số 22. Đây bác này, nhìn thấy một giò trồn như này nhá. Đấy, cây khá là to nha các bác nha. Đôi 4, 6, 7 cây. 7 cây trồn nha các bác nha. 7 cây trồn, giò trồn như này. Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 650.000 nha. Cho hình số 24. Đây số 25 này, có một thân u lồi dài như thế này. Dài 1 mét nha các bác nhá, dài 1 mét nha. Bác nào lấy cái thân này em để cho các bác với giá là 200 nghìn nha. 200 nghìn nha, còn một thân này nữa. Cho hình số 25 nha. Số 26 này. Cái cây này thì chết ngọn, nó ra được 2 con. Cây này tổng là 3 cây nha các bác nha. 3 cây nha. Bác nào lấy này. Lá ngắn nha các bác nha. Trồn nguyên bản từ rừng. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 220.000 nha. 220.000 nha. Cho hình số 26. Đây em mời các bác ngắm cái giò gà trên 150 thân các bác, trên 150 thân. 70 thân hoa năm nay thì các bác biết là nó to như thế nào nhá. Chậu nhà em là chậu 40 đấy ạ. Này. Đây là giò dáng hương tam bảo sắc này. Đỉnh cao. Lá ngắn. Xếp rụt. Đấy, em trèo khá là cao nên là em không lấy được xuống, em quay cho các bác thôi. Các bác nhìn sướng. Em nhìn lên sướng luôn. Bằng người tội gì. Nó cao bằng người thì các bác biết là hoa nó sẽ đẹp như thế nào nhá. Nó đẹp như thế nào nhá. Đây bác nào lấy cái giò hạc vĩ trắng này. Mười mấy thân luôn. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14 thân. 14 thân nha các bác, về các bác cho vào một cái chậu khác là ok. Như này, hạc vĩ trắng nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha, hạc vĩ trắng nha. Cho hình số 27. Đây em lên cho các bác hoàng thảo kèn Lai Châu nha các bác nha. Nguyên bản nha. Nguyên bản bản em đặt vào đây thôi. Một thân này, thân này là năm nay ra hoa này. Hai thân này. Ba thân, bốn thân này và một thân nhỏ này nữa là năm. Đó. Bác nào lấy cái giò này
em để cho các bác với giá là 1 triệu nha, 1 triệu nha. 5 thân nha, thân cả thân dài thân ngắn nha. 1 triệu nha. Cho hình số 28. Số 29 Hoàng Thảo Kèn Lai Châu, nguyên bản như thế này. Bác nào lấy cái thân này em để cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha. Cho hình số 29, số 30 này. Đó, một dè nhá các bác nhá, một dè nhá, Hoàng Thảo Kèn Lai Châu nhá. Cái gỗ này thì gỗ mục rồi nha. Đấy, bác nào lấy cái giò này. Đôi 4, 6, 7 thân. Ngắn dài nha. 7 thân ngắn dài nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1 triệu 300 nghìn nha. 1 triệu 300 nha. Cho hình số 30. Đây em lên cho các bác một cái giò sơn thủy tiên nha, hàng thường nha. Bác nào lấy cái em để cho các bác với giá là 180.000 nha, sơn thủy tiên nha. Đấy. Cho giò số 31, số 32 nè, sơn thủy tiên tiếp à. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 180 tiếp nha. 180.000 nha. Cho hình số 32, số 33 này. Đấy các bác nha. Liên tục được ngắm hoa bình thường. Đấy, nụ nó lại ra tiếp nha. Nụ bé cũng có nha các bác nha. Nó cứ ra xong nó lại ấy này. Đây các bác này. Đấy. Nó tàn xong nó lại ra tiếp. Bác nào lấy cái giò son môi to như thế này, em để cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho hình số 33. Số 34 này các bác này. Đấy, một giò kiều dẹt như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha. Cho hình số 35. Số 36 này. Đấy, một giò gà đùi gà tròn như thế này. Hàng một dè nhá các bác nhá, thuần khá là lâu rồi. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 380.000 nha, 380.000 nha, một giò gà như này nha. Cho giò số 36, số 37 này, một giò chồn to nha, 5 cây như thế này nha. Đó, khá là đẹp. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha, 5 cây nha. Cho giò số 37. Số 37 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em là Hà ở thành phố Lai Châu. Em vẫn ship toàn quốc nha. Đây. Em mời, đây là cái thuốc để em phun cho cây lan nha các bác nha. Đây là một cái thuốc để em phun cho cây lan như thế này. Đấy. Và cái này là bả sên nha, bả sên nha. Cái này em sẽ dán cái chữ, cái này là thuốc của Thái chứ không phải là của Việt Nam nha các bác nha. Cái này là chữ Việt Nam. Như em lại cái gì nhỉ? Em dán cái chữ Việt Nam vào để cho các bác đọc được, còn không thì các bác không biết là cái thành phần ở trong đó nó có cái gì ấy. Đấy, em tự in nha. Cái thuốc thì em mua từ Thái về.
chứ không phải ở Việt Nam mới có nhá các bác nhá. Đấy, cây này bác nào mua 2 lạng thì em cho là lấy 150.000, và cái này thuốc này thì 400.000 một lọ như thế này, một cân nhá các bác nhá, một cân nhá. Các bác mua lẻ còn đắt hơn nhá. Đấy em, cách sử dụng thì nó đã có ở, em đã ra làm cái giấy ở đấy rồi. Thì cách để các bác chăm bò.